quý vị thính giả và các bạn thân mến mở đầu chương trình chúng tôi xin đọc một bài thơ của một vị sư ở tỉnh thất minh hội những dần thơ như thế này đôi chân trần người chạy nắng dầm mưa Dẫn dân du trên vạn đường thiên lý bước chân người đã tiếp thêm ý chí nguyện tu hành mong báo đáp phật âm Đôi chân ấy đi khắp nẻo đường trần Dù đến đâu cũng gieo niềm an lạc Con vẫn nhớ một nụ cười ấm áp Nguyện mọi người luôn sống trong an nhiên Đôi chân trần rong rủi khắp mọi miền Mặt sướng gió phóng ba người chẳng ngại Hình bóng người điềm nhiên trong tự tại Gieo vào lòng cội phúc đức chân tâm đôi chân trần vẫn lặng lẽ âm thầm mà gieo rắc niềm tin yêu phật pháp con nguyện theo dấu chân người tu tập sống thanh bần không dướng bận trần ai dẫu đường đời còn lắm nổi chông gai đôi chân ấy vẫn đi không ngừng nghỉ con cầu nguyện cho người luôn tỏa ý chống viên thành phật quả cứu nhân sinh Vâng, kính thưa quý vị và các bạn khi những dòng thơ này được cất lên chắc hẳn trong chúng ta ai ai cũng biết rằng bài thơ này nói về ai không ai xa lạ đó chính là bậc chân tu sư minh tuệ đây là bài thơ của phật tử diệu tân một phật tử dưới lòng thành kính vô bờ bến, viết tặng cho sư Minh Tuệ. Quý vị thân mến, con đường tu tập khổ hạnh của sư Minh Tuệ đã làm thức tỉnh không chỉ các Phật tử trong nước mà đông đảo Phật tử ở nước ngoài cũng đang ngóng trông theo dõi sư Minh Tuệ từng ngày. Chúng ta chắc hẳn còn nhớ Hòa thượng Thích Minh Đạo đã tán thán sư Minh Tuệ dẫn tới bị kỷ luật sư tuệ đức tới hỗ trợ đoàn cho sư minh tuệ mà còn xa rộng hơn là cả những tôn giáo khác cũng ủng hộ sư đi theo con đường này tiếp nối sư minh đạo gần đây các nhà sư thuộc trong giáo hội phật giáo cũng không ngần ngại lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ với sư minh tuệ thậm chí vị sư này còn cho biết có súng kề vào đầu thì sư cũng không ngại quỳ lại đảnh lễ ngài vị sư này cho rằng sư minh tuệ là bậc chân tu đáng để tôn vinh và học hỏi vậy vị sư này là ai chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi video này của chúng tôi ngày hôm nay với tâm nguyện thực hành hạnh đầu đà và buông bỏ mọi ràng buộc vật chất đã chọn cho mình cách tu giản dị đơn sơ đến tột cùng cách tu của thầy không đơn thuần chỉ là thực hành giáo pháp của đức phật mà còn chính là biểu tượng của sự từ bi kiên cường và lòng dũng cảm chính những giá trị cao cả đầy nhân văn này mà sư minh tuệ không chỉ trở thành idol trong lòng cộng đồng người dân việt nam mà đến cả các sư có tiếng trong và ngoài nước cũng không ngại lên tiếng tán thán công hành của ngài mới đây mạng xã hội lại được dịp xôn xao với đoạn clip ghi lại một nhà sư được cho là có thể đang tu tập ở tỉnh thất Minh Hội. Vị sư này với gương mặt khả kính, khẳng định đứng trên phương diện cá nhân, ông vô cùng cảm phục sư Minh Tuệ. Cho dù có phải trả giá như thế nào, thì ông vẫn muốn nói lên điều này. Cụ thể, khi được hỏi khi khen sư Minh Tuệ như vậy, có sợ bị kiềm điểm hay không? Vị thầy này chia sẻ như thế này. Sư khen sư minh tuệ không phải vì ý định gì đâu. Sư khen đó là một sự chân lý, sự thật không thay đổi được. Đạo Phật là đạo sự thật, không phải giả dối. Cho nên sư khen thầy, sư kính mộ thầy, cũng là tu sĩ, nhưng sư không làm được như ngài. Rồi có súng bắn vào đầu, thì sư cũng không ngại quỳ lại đảnh lễ ngài. Vị thầy tu tại tỉnh thất minh hội tiếp tục nói sư tán tháng ngày đó là một sự thật chứ không phải khen thầy để thế này thế kia ngài làm được những điều đó sư thật là ngưỡng mộ để cho thấy rõ được một sư chân tu không còn tham không còn sân không còn si phật không cao xa phật là những người không còn tham chúng ta còn si mê còn hơn thua còn đố kỵ ngài đã diệt sạch những cái vô minh đó phật là chỗ đó chứ chỗ nào đâu phật là ở cái chỗ ngài làm được cái điều đó ngài chiến thắng được cái tâm của ngài chiến thắng được ngoại cảnh đó là phật sao lại nhiều người cứ sợ sư minh tuệ làm phật thì ngài ăn cơm cũng một bữa ngủ cũng ngủ ngồi tại sao mọi người phải đi đố kỵ với thầy như vậy ngay khi được chia sẻ đoạn clip này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận ai cũng đều cảm thấy dễ chịu khi nghe những chia sẻ tận đáy lòng của vị sư hiện đang tu tập tại tỉnh thất minh hội nhiều người không ngại để lại bình luận như sau còn ủng hộ thầy phật là không tham không sân không si bất cứ ai cắt đứt được ba cái đó đều là phật sư cũng là người tu hành chân chính nên đã tán thán và kính trong ngài minh tuệ phật đúng là chân tu nhìn vào lời nói ánh mắt giọng điệu là hiểu ngay hiện tại đoạn clip tán thán sư minh tuệ của vị thầy kia vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và nhận về đông đảo sự đồng tình của dư luận nhưng kính thưa quý vị và các bạn khi chọn ẩn tu sư minh tuệ đã quyết định chọn buông bỏ mọi tiện nghi vật chất và quyền lực sư không còn bị ràng buộc cuộc sống này, những thứ cao sang cho đến lòng kính ngưỡng từ công chúng. Sự lựa chọn này thể hiện quyết tâm cao độ trong việc từ bỏ những điều phù du, tập trung vào việc tu sửa và tìm kiếm giác ngộ. Sư đã chọn con đường khó khăn hơn nhưng tinh khiết hơn để hướng đến sự thanh tịnh trong tâm hồn. Sư Minh Tuệ muốn truyền tải thông điệp về sự buông bỏ lòng từ bi, và kiên nhẫn đến với tất cả mọi người. Sự hy vọng qua tấm gương của mình, mọi người có thể tìm thấy động lực và cảm hứng để sống thực giản dị và hạnh phúc. Hiện tại, mặc dù sư Minh Tuệ đã ẩn tu trên núi cao, nhưng bà con Phật tử vẫn thường xuyên lui tới thăm và đảnh lễ tại căn chòi cũ, nơi sư từng trú ngụ. Những con đường dẫn tới nơi ẩn cư của sư Minh Tuệ không phải dễ dàng. Đầy gian nan thử thách, nhưng vẫn chưa đủ sức ngăn được bước chân của mọi người. Sự minh tuệ với đời sống giản dị nhưng thanh cao đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của người dân. Đến cốc cổ thầy, dù không gặp được người, nhưng các Phật tử vẫn cảm nhận được từ trường tích cực ở đây. Nơi đây đang dần dần trở thành điểm đến tâm linh. Đến đây họ như được sống trong ánh sáng của từ bi trí tuệ. Từ đó, nhắc cho mọi người phải sống thật thiện lành và ý nghĩa của Sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ từng khuyên quý Phật tử, ngoài việc quy y tham bảo, quy hướng Phật Pháp Tăng và phát nguyện thọ chỉ năm giới cấm, thì còn phải học hỏi lời Phật dạy tính sâu nhân quả, tính tâm mình là Phật, tin mình có khả năng thay đổi những nỗi niềm khổ đau, thành an vui bình yên và hạnh phúc theo thực tế cuộc sống hiện tại có nhiều phật tử đi chùa nhưng chỉ đến để cầu khẩn gian sinh một điều gì đó không liên quan đến nhân quả nghiệp báo và việc tu tập tỉnh thức tâm linh một số người đến chùa cúng phật rất nhiều để cầu buôn mây bán đắt làm ăn phát đạt hoặc là xin xăm bói quẻ nếu được quẻ tốt thì mừng cúng phật thật nhiều nếu gặp quẻ xấu thì buồn bã bỏ về nếu chúng ta đến chùa để cầu khẩn gian sinh thì như thế chùa có khác gì đình miếu đâu thực ra sư minh tuệ cũng từng nói trong cuộc sống này không có gì đúng cũng chẳng có gì sai chẳng qua nó hợp với sở thích thói quen của mình thì chúng ta cho là đúng và không hợp thì cho là sai Tùy theo hoàn cảnh và sự tác động của nguyên lý duyên sinh xã hội mà ý niệm đúng sai được thay đổi để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cách đây 50 năm về trước, nếu hỏi muốn nấu nước sôi thì ta phải dùng gì để đun thì mình sẽ nói là dùng củi, dùng rơm rạ hay là dùng than. Cũng câu hỏi đó, trong thời điểm này người ta sẽ nói là dùng bếp ga hay là bếp điện chúng ta thấy không cả câu trả lời đều đúng cả nếu chúng ta cứ mãi kẹt vào ý niệm đúng sai là tự mình chấp nhận có cái ta thiệt ý niệm về tốt xấu đúng sai dẫn đến tranh đấu hơn thua được mất mà tạo ra ân quán thù hằn không có ngày thôi dứt bởi chúng ta hãnh diện kiêu ngạo vì thấy mình là thật ngã chúng ta mặc cảm vì thấy mình không đẹp hay sang trọng như người khác nên không được mọi người chú ý đến ta ta đẹp nên ta thấy mình hơn người và được mọi người trọng vọng yêu thích xấu hay đẹp là do phước duyên tu tạo nhiều đời nhưng đó chỉ là vẻ đẹp hình thức không quan trọng lắm tuy chúng ta không có vẻ đẹp bên ngoài nhưng mình lại biết tu biết làm phước thì sẽ có cái đẹp bên trong xuất phát từ nội tâm thanh tịnh và cái đẹp của nội tâm thì lúc nào cũng có sức thuyết phục mọi người. Cái đẹp bên ngoài chỉ có thể tồn tại một thời gian nào đó, nhưng lại làm con người ta dễ dính mắt bám víu vào đó khi nhan sắc đã tàn phai. Nhìn người đẹp, ta biết người này nhiều đời có tu, nên hình dáng, tướng đi, có phần hấp dẫn, dễ gây thiện cảm với nhiều người. Này, ta hình dáng tướng tá xấu xí, thì biết mình nhiều đời không tu nên dung nhan không được tươi mát. Qua đó phải biết cố gắng lo tu tập nhiều hơn. Khi ta buông bỏ được ý niệm về hình thức thì ta sẽ có thời gian làm đẹp nội tâm bằng các phước quệ song tu. Sư Minh Tuệ dạy rằng đi chùa lễ Phật, ở nhà ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, làm phước cúng dường, tham gia các tổ chức từ thiện, đóng góp cho xã hội, là điều cần thiết của một phật tử chân chính những hoạt động trên có tác dụng rất lớn khiến cho bản thân mình vui vẻ hạnh phúc hiện nay tình trạng giết người cướp của cướp vật trên đường phố gian dâm lừa đảo cả nhà nước lẫn người đời buôn bán vận chuyển xì ke ma túy nhậu nhẹt lưu bù gây lộn rồi đâm chém nhau xảy ra nhan nhản mỗi ngày Rõ ràng đạo Phật không thể giải quyết được nạn thất nghiệp, nạn suy thoái kinh tế, nạn đầu cơ tích trữ, tăng giá giả tạo, nạn tắc nghẽn xe cộ trong giờ cao điểm, nạn gái mại dâm, nạn xì ke ma túy, nạn băng đảng, nạn xả rác bừa bãi, nạn tàn phá đối rừng cây cỏ, nạn tham nhũng. Theo sư Minh Tuệ, chúng ta hãy quán chiếu vào cuộc sống. Chúng ta thấy mọi phiền đảo khổ đau do chính ta tạo ra bởi tham lam ích kỷ nóng giận si mê vì thiếu hiểu biết do đó người phật tử khôn ngoan phải biết nói lời xin lỗi mỗi khi làm ai đó bù phiền dù vô tình hay là cố ý như khi mình mở ra cánh cửa mà vô tình đụng phải người ta thì dù chưa biết lỗi thuộc phần ai mà mình lên tiếng xin lỗi trước thì mọi chuyện sẽ vui vẻ nếu mình cố biện minh chối cãi thì sự việc càng trở nên căng thẳng rắc rối dễ dẫn đến cãi giả không vui vẻ với nhau có khi còn thu hằn ghét bỏ lời xin lỗi có tác dụng rất lớn khiến người bị xúc phạm dễ cảm thông và bỏ qua và giúp chúng ta trưởng thành chính chắn hơn trong cuộc sống khi chúng ta nghịch ngợm và phá phách làm cho cha mẹ buồn lòng chúng ta phải biết nói lời xin lỗi mong cha mẹ tha thứ bỏ qua lời xin lỗi đó khiến cho cha mẹ cũng như những người khác cảm động và còn thương mình nhiều hơn và dĩ nhiên sẽ bỏ qua lỗi lầm đó sư minh tuệ nói rằng chúng ta phải biết nói lời cảm ơn mỗi khi nhận của ai một điều gì hoặc nhờ ai giúp đỡ như học sinh chào thầy cô thì thầy cô cũng không quên nói cảm ơn các em khi có khách đến mua hàng nhưng vì giá cao khách không mua thì người bán hàng cũng nên nói cảm ơn anh chị vì họ đã đến xem hàng lời cảm ơn đúng nơi đúng chỗ cũng như chúng ta đang rót mật vào lòng làm mát lòng người nghe và chứng tỏ mình là người khiêm tốn có giáo dục người phật tử khi hiểu đạo thì phải lấy hành khiêm tốn làm đầu phải biết khiêm tốn hạ thấp mình thưa hỏi đạo lý thì mới học được điều hay lẽ phải mà phải biết cội nguồn của giác ngộ giải thoát. Người Phật tử phải nên nhớ rằng, muốn mình thực sự khiêm tốn, thì ngay bước đầu chúng ta phải tập nhẫn nhịn đối với những việc trái ý nghịch lòng. Nhẫn không có nghĩa là hèn nhát. Theo lời của Sư Minh Tuệ, người Phật tử trong bất cứ lĩnh vực nào, muốn được thành công như học hành, làm ăn, buôn bán, công tác chính trị hay tu hành, thì đều phải luôn biết khiêm tốn thì mới được lòng mọi người. Ngược lại, giới khiêm tốn là kiêu căng hách dịch, phách lối tự cao. Ta làm như vậy là vô tình khiến nhiều người thù ghét và làm ảnh hưởng đến công việc. Vì sự ngạo mạn cho mình là trên hết mà không kính phục mọi người, nên chúng ta bỏ mất cơ hội để học hỏi. Vì khinh người cho nên chúng ta bị tổn đức do đó tội lỗi phát sinh mà làm hại người hại vật. Luôn nói lời khen ngợi, bớt chê bai chỉ trích cũng là cách chúng ta làm vừa lòng mọi người. Trong suốt 49 năm giáo hóa chúng sinh, không biết mệt mỏi nhàm chán, Đức Phật lúc nào cũng khen ngợi, cũng đồng chiên, khuyến khích, không chê bai, không tranh cãi, mà tự tốn nhẹ nhàng trong đối nhân sự thế. Chúng ta nên nhớ, lời khen đúng làm mắt lòng người nghe. Nhưng lời khen sai thì nguy hiểm vô cùng. Như người uống rượu có tủ lượng cao, mà chúng ta khen thì vô tình hại họ mau chết sớm, nếu không thì cũng thân tàn ma dại. Tuy nhiên, dù lời chê đúng cũng làm người nghe hơi khó chịu, nhưng đó cũng là lời nói trung thực có thể giúp họ sống tốt hơn. Trong lúc nói chuyện với quýnh đệ hay là bạn bè, chúng ta vô tình chê bai một người nào đó, thì nhẹ cũng giận hờn chút chút, nặng thì tranh cãi chửi bới nhau. Chê bai khác với xây dựng góp ý chân thành. Góp ý là giúp cho người thấy được cái sai của mình mà sửa đổi, còn chê bai là nói cái xấu của người cho mọi người khác biết. Theo sư Minh tuệ, người Phật tử chân chính không nên tranh giành lợi lộc với ai trong việc mua bán làm ăn. Nếu hùng hạp được chia tiền lời hay trong gia đình cha mẹ để lại của cải tài sản thì chúng ta nên nhường nhịn anh chị em một chút, tránh giành gia tài kẻ hơn người kém, đó là nguyên nhân dẫn đến anh chị em con cháu chia lìa rồi trở nên thù ghét có khi đi đến giết hại lẫn nhau. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó, nếu không do lỗi của mình thì ác hẳn cũng do lỗi của người. Nếu là lỗi của người, là lỗi nhỏ thì chúng ta nên bỏ qua. Nếu là lỗi mình thì phải rút kinh nghiệm mà biết tu sửa. Chớ có khăng khăn kết tội người mà quên quay lại chính mình để nhìn thấy được lỗi lầm thì ta sẽ biết cách chuyển hóa. Người biết nhận lỗi là người can đảm và có tinh thần trách nhiệm rất cao. Một đất nước mà từ thứ dân cho đến vô quan làm lỗi mà biết nhận lỗi và sửa sai thì thế gian này sẽ là thiên đường của hạnh phúc chúng ta khi làm việc lỡ gây tào tội lỗi với ai thì đối với lương tâm phải biết xấu hổ khi ta lỡ tay lấy của ai vật gì thì phải tự thấy dai dứt xấu hổ với chính mình ta phải tự nhủ thầm mình là phật tử thì không được tham lam trộm cướp lừa gạt của người Nghĩ như vậy rồi, ta sẽ hối hận ăn năn mà không dám tái phạm nữa. Chỉ có loài người, nhờ có ý thức và sự hiểu biết nên mới xấu hổ. Dù trần truồng nhưng loài xúc vật không biết xấu hổ vì sống theo quán tính tập nghiệp. Loài người thì không mạnh giải cha thân sẽ xấu hổ, nên phải lấy lá vỏ cây để cha thân khi chưa có văn minh tiến bộ. Ngày xưa hình phạt lõa thể là hình phạt ô nhục nhất dành cho phụ nữ. Do đó, những kẻ ăn mặc khiêu dâm hở hang quá đổi để chụp hình đăng báo mà không biết xấu hổ là người thiếu văn hóa giáo dục. Một đất nước mà kẻ trộm cắp, nói dối, lừa gạt, thi cử gian lận, dâm ô, chen lấn, không xếp hàng, xả rác bừa bãi, nói năng thô bỉ mà không biết xấu hổ thì đó chính là những người thiếu hiểu biết mà không có tương tâm. Sư Minh Tuệ dạy phải biết rằng hổ thẹn và xấu hổ là một đức tính tốt. Người biết xấu hổ mới mong tránh được những tội lỗi và mới có thể làm người tốt trong hiện tại và mai sau. Là người Phật tử chân chính, chúng ta phải biết hổ thẹn khi lỡ làm điều sai quấy. Đó là ta đã biết tu tâm sửa tánh. Sư Minh Tuệ cho rằng người phật tử chân chính chớ nên can dự và tham gia vào những việc tào lao trong gia đình ngoài xóm làng nơi làm việc trong trường học hoặc cả nơi công cộng chỗ nào cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện tào lao nói chuyện tào lao không đem lại lợi ích cho chúng ta mà còn làm cho tinh thần bị rối loạn bởi những chuyện chẳng ra gì do đó làm mất thời gian có khi còn chuốt quả vào thân Người Phật tử chân chính lúc nào cũng luôn chánh niệm tình giác trong ý nghĩ, lời nói và hành động, không để cho tâm chiên ý mã chạy lang thang đầu này đầu kia, nói chuyện tào lao, rồi chê bai chỉ trích đúng sai, bàn tán chuyện của người khác làm cho tâm thương ghét phát sinh mà tạo ra nỗi khổ niềm đau. Không can dự vào chuyện tào lao, không dính líu vào chuyện người khác là người khôn ngoan, biết tạo cho mình sự an vui, bình yên và hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Trong cuộc sống, chúng ta không ai là không có gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Gia đình, người thân hay bạn bè có thể giúp đỡ ta rất nhiều về phương diện sống, nhưng đôi khi cũng vì làm lạc mà họ làm hại cuộc đời ta. Chẳng hạn bạn bè rủ nhau đi trốn học, đi chơi, rủ nhau ăn nhậu rủ nhau đi phòng trà ca vũ hay là bài bạc hoặc bạn đồng nghiệp suối bảo chúng ta làm ăn bất chính. Nếu từ chối thì mất lòng mất bạn, mất chỗ làm ăn, có khi còn gây thù chú quán. Nếu cùng một cơ quan mà số đông là người xấu, thì chúng ta phải làm sao? Khi được bạn bè rủ rê trà đình tử quán, thì ta hãy khéo léo từ chối. Chúng ta có thể lấy lý do bệnh tật, Chẳng hạn như bác sĩ bảo bệnh viêm gan nên cần phải có thời gian chữa trị và kiên cử. Do đó mong mọi người thông cảm. Sư Minh Tuệ cũng cho rằng không có gì quý giá cho rằng chúng ta có được nhiều người bạn tốt. Ngược lại, nếu chúng ta giao du với bạn xấu thì có ngày sẽ tán gia bài sản. Tục ngữ có câu Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quan hệ và quen biết với nhiều người tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng có cơ hội phát triển làm ăn một cách chân chính nhờ vậy đời sống vật chất cho đến tinh thần được hài hòa tốt đẹp còn ngược lại chỉ vì giao du với người bạn xấu chúng ta có thể trở thành tệ nạn xã hội gây tổn thương cho gia đình và cộng đồng người phật tử chân chính không nên nói dối đây là giới cấm rất quan trọng vì mục đích của nói dối là để lừa gạt hoặc hại người Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ là nói dối để giúp người hay là cứu người. Do đó, tại gia đình trong cộng đồng, công sở hay chốn công trường, nếu chẳng may mình làm điều gì sai quấy, thì ta cứ thẳng thắn nhận lỗi hoặc sám hối. Chúng ta đừng nên nói dối, đừng nên du khống, đừng nên nói lời lật lọng, biến trắng thành đen, đừng nên nói lời mê hoặc để dụ dỗ người khác. Giúp vậy, sẽ tránh được những thảm họa đau thương mất mát xảy ra. Mục đích của nói dối, nếu nhẹ là để khoe khoang, nặng là để tìm cách lùng gạt người khác. Sư Minh Tuệ từng rất nhiều lần dạy bà con rằng, ngoài việc quy y tam bảo, phát nguyện thọ trì năm giới, chúng ta còn phải tinh tấn siêng năng với những việc làm tốt đẹp và tránh xa những điều xấu ác. Người học trò nhờ siêng năng chăm chỉ học hành, vâng lời thầy cô giáo nên nhanh giỏi. Người làm ruộng nhờ tinh cần siêng năng nên cuối vụ mùa thu hoạch được kết quả cao. Người mua bán nhờ siêng năng thức khuya dậy sớm nên tiền của vô điều điều. Người tu hành nhờ tinh tấn siêng năng mà nhanh được thành đạo chánh quả. Ngày xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Di Lặc cùng quán tâm tu một lượt nhưng đức phật thích ca do siêng năng tinh tấn nên đã thành tựu trước nói tóm lại siêng năng là một đức tính tốt là cần thiết nhất cho tất cả mọi người biết cách dương lên đạt được mục đích tốt đẹp trên cầu thành phật dưới độ chúng sinh quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này xin hãy để lại những ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của chúng tôi quý vị nhé còn bây giờ chúng ta hãy hành nguyện theo con đường tu hành, theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không nghĩ của Sư Thầy Minh Tuệ. Hãy để lại những lời cầu chúc an lành nhất tới Sư Thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, hãy cứ đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới tất cả mọi người. Quý vị khán thính giả thân mến, đã một tháng trôi qua, kể từ ngày Sư Minh Tuệ tạm dừng khất thực trên khắp nẻo đường quốc lộ. Xong, các thông tin về hành trình của Sư vẫn luôn được mọi người dõi theo, quan tâm. Trong một tháng nay, đã có những lần Sư mất tích thông tin, lúc thì 7 ngày, lúc thì 10 ngày, và mới đây nhất là Lần mất tích gần 20 ngày đã làm cho công chúng vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên, lo cho sự an toàn của sư Minh Tuệ. Trong bối cảnh đó, một đoạn clip của hai thanh niên người đồng bào bất ngờ đăng tải và lan truyền chóng mặt khắp mạng xã hội. Trong đoạn clip, ghi lại cảnh sư Minh Tuệ và hai thanh niên đang đi tìm hang đá. Qua clip này, đã khiến cho công chúng thấy được cuộc sống vô cùng khắc khổ, thiếu thốn và sự kiên trì không trùng bước của sư Minh Tuệ trong mùa an cư kiết hạ này. Việc tìm kiếm nơi trú ngủ an toàn thuận tiện cho việc tu tập cũng như việc khất thực để duy trì sự sống là một thử thách lớn đối với sư Minh Tuệ. Mặc dù có những khó khăn về địa hình và khoảng cách, sư Minh Tuệ vẫn nhất quán duy trì cuộc sống tu hành theo 13 hành đầu đà. Một trong những phương pháp tu hành khắc khổ nhất trong Phật giáo, khiến cho ai ai cũng xúc động, rưng rưng, không kềm lòng được. Việc phải đi hàng trăm cây số để xin cơm hoặc tìm kiếm những loại quả rừng, măng rừng ăn được để sống tạm qua ngày, cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của sư Minh Tuệ điều này không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với những giá trị tu hành mà còn là một bài học về sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn của sư minh tuệ theo như những vị clip được cho là mới nhất về sư minh tuệ đăng tải sư minh tuệ được hai người đồng bào dẫn đi xung quanh khu vực tròi nơi sư minh tuệ xác định ẩn cư trong mùa an cư kiết hạ tuy nhiên khi sư minh tuệ hỏi về việc đi xin cơm hoặc tìm hang để ngủ bất kỳ ai nghe cũng rơi nước mắt vì thương 13 hạnh đầu đà mà thầy đang giữ. Cuộc sống khắc khổ và những nỗ lực tìm kiếm nơi trú ngụ của sư Minh Tuệ đã khiến cho nhiều người rơi nước mắt vì xúc động trước sự tu hành nghiêm khắc của sư. Dưới đây là một đoạn clip được cho là đối thoại giữa sư Minh Tuệ và hai thanh niên này khiến ai nghe cũng ngậm ngùi xót xa thương cho sư minh tuệ cũng như xúc động trước lòng thành kính của hai thanh niên này dành cho sư sư minh tuệ hỏi ở đây mọi người có biết cái hang nào không ước không hang đá hai người thanh niên im lặng một lúc rồi sư minh tuệ tự trả lời chắc không có hả người kia đáp lại có nhưng mà tận trên đỉnh cơ sư ạ à, sư minh tuệ nói ôi vậy thì mỗi lần đi lên rồi lại đi xuống xin cơm thì con đi không có nổi đâu đường xa quá người thanh niên nói tiếp đi từ trên đấy xuống dưới này xin cơm cũng phải mất vài năm cây số sư thầy nói mấy bữa nay ở trên đấy có mấy hoa loại quả rừng ăn được đấy có cây măng rừng cũng ăn sống tạm qua ngày. Cũng trong một clip khác, Sư Minh Tuệ cùng hai người thanh niên chỉ ở tích xa có vài nhà, Sư có thể đi khất thực. Nói là thế, nhưng địa hình này để đi xuống khất thực cũng tầm 5 km. Muốn xin cơm, người dân phải đi lòng vòng đường đập hoặc đường dọc theo mép sông để xin cơm. Có vẻ như nơi ẩn cư mới của Sư Minh Tuệ lại có người phát hiện cho nên cuối cùng sư đã chọn một nơi khác sau khi những clip này được đăng tải rất nhiều người đã để lại bình luận như thế này chúng con thấy thầy dạy là mừng rồi ạ à. chỉ mong miễn đừng quấy rầy thầy hạnh phúc của thầy là vậy mà sáu năm rồi thầy vượt qua được hết chỉ cần nghe thấy thầy nói chuyện là yên tâm lắm rồi thật sự thương thầy lắm chảy cả nước mắt nếu kính thầy hãy làm theo lời thầy dạy học phật dạy chứ đừng làm khó khăn cho thầy nghe mấy trăm cây số mà nổi da gà thầy vì muốn yên tĩnh để tu mà thầy đã phải trốn trong đêm để đi như vậy chỉ biết thương thầy rất nhiều con xin cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng thầy trong những ngày này Xin chúc Thầy và các bạn thật nhiều sức khỏe. Dân, kính thưa quý vị, việc sư Minh Tuệ quyết định đi bộ vào sâu trong rừng để tránh xa đám đông và sự hiếu kỳ của các youtuber đã khiến cho Phật tử vô cùng quan tâm. Quyết định này không chỉ cho thấy sự quyết tâm bảo vệ sự tĩnh lặng trong cuộc sống tu hành của ông, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc sống khắc khổ và tu tập của ông trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện của các youtuber và những người dùng mạng xã hội đã tạo ra một áp lực không nhỏ đối với những người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng đối với các người học tu như Sư Minh Tuệ. Sự quan tâm quá mức từ công chúng và truyền thông có thể làm xáo trộn cuộc sống tu hành và tạo ra những phiền toái không mong muốn việc bị theo dõi và quay phim liên tục không chỉ làm mất đi sự tĩnh lặng cần thiết cho việc tu hành mà còn gây ra căng thẳng và áp lực tâm lý việc phải sống dựa vào thiên nhiên ăn những loại quả rừng và tìm kiếm nguồn nước là một thử thách lớn đòi hỏi sức chịu đựng và sự kiên nhẫn cao cuộc sống trong rừng sâu đầy rẫy những thách thức từ việc thiếu thốn lương thực điều kiện khí hậu khắc nghiệt cho đến nguy cơ từ các loài thú quang và côn trùng để duy trì cuộc sống tu tập trong điều kiện như vậy sư minh tuệ phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả thể chất lẫn tinh thần trong khi nếu các bạn để ý kỹ có thể thấy sau một tháng bộ hành dọc miền trung sư minh tuệ đã gầy đi rất nhiều chỉ còn da bọc xương nhưng may mắn sự vui vẻ và lạc quan vẫn hiện hữu trên khuôn mặt thánh thiền của ngài. Việc khổ luyện trong rừng sâu có thể bao gồm việc thiền định tu tập và thực hành các phương pháp tu hành khắc khổ như 13 hành đầu đạt. Những phương pháp này không chỉ giúp cho sư Minh Tuệ duy trì sự tập trung và thanh tịnh trong tâm hồn mà còn giúp ông vượt qua những khó khăn về phàm trần. Cuộc sống ẩn dật và khẩu luyện của sư Minh Tuệ trong rừng sâu đặt ra nhiều câu hỏi và làm dấy lên sự xót xa trong lòng của nhiều người. Liệu ông có thể duy trì được cuộc sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy? Sự kiên định và lòng kiên trì của ông có đủ để vượt qua mọi thử thách hay không? Chúng ta có thể thấy rằng quyết định của sư Minh Tuệ không chỉ là một hành động nhằm bảo vệ đời tu khổ hạnh mà sư đang tạo ra thử thách đối với chính mình. Đây cũng là cơ hội để sư minh tuệ đạt đến một mức độ giác ngộ cao hơn. Trước đây chúng ta biết đến điều này khi sư thích minh đạo cũng đã từng dự báo về tương lai của sư minh tuệ. Khi người dân quá quan tâm và hiếu kỳ lại là cách đẩy sư minh tuệ vào rừng sâu. Rất có thể sư sẽ chết trong rừng vì không thể gieo duyên khất thực, thậm chí người đang là thượng tọa nhưng hạ thấp mình tự nhận là tỳ kheo thích minh đạo quỷ viên ban thực trực ban trị sự tỉnh phó ban trị sự thị xã phú mỹ trưởng ban kinh tế tài chính thị xã đại diện phật giáo liên xã tân hòa tân hải đã gọi người đi chân trần khất thực với lõi nồi cơm điện là tài sản quý giá nhất với hai từ thân thương, thương là sư thầy sau những clip của thầy nhiều người mới mến thương gọi sư thích minh đạo là một vị thầy chân chính bắt đầu clip là những lời bộc bạch nếu quý phật tử thật tình quý kính Xương minh tuệ cho rằng sư thầy chính là hiện tượng đem lại hạnh phúc hòa bình lấy là những gì gọi là đức phật đã trao truyền cho chúng sinh bị mai một mất dần trong thế giới gọi là mạt pháp thì hãy đứng hai bên đường thôi không cần phải chạy theo sư Chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu. Đây là người phải tu rất nhiều đời, nhiều kiếp, thực hành đầu đà, phải rất nhiều đời, nhiều kiếp thực hành hành đầu đà mới có khả năng giống như sư Minh Tuệ. Nếu như chúng ta tu pháp môn khác, chúng ta không có duyên, chúng ta không đi nổi đâu. Chúng ta đi như vậy cũng không đủ duyên lành, đủ phước đức đâu. Hãy đứng lại, chỉ cần im lặng đứng hai bên đường Đoạn đường nào mà chúng ta cảm thấy sư đến, hãy chấp tay trang nghiêm và chào sư trong ý niệm để sư cảm nhận ba tánh thập phương, quý mến cung kính, thật lòng ủng hộ sư một cách sâu sắc thì sư mới an lành sư đi. Còn nếu ta rượt đuổi theo sư, chạy theo kẻ quay phim, người dọn đường, xin phước, hỏi pháp, làm cho sư đồng tâm. Vì sư minh tuệ, không học cách làm người giảng kinh thuyết pháp, mà sư Minh Tuệ chỉ là người nghiên cứu và thực hành hạnh đầu đà thôi. Vì thế, khi thuyết pháp, sư không nghĩ đến ngôn từ không trao chuốt văn chương mà người ta giảng đâu, mà khi nói, sư Minh Tuệ sẽ buông hết những suy nghĩ và kiến thức để tập trung thực hành hạnh đầu đà. Và vì thế, khi chúng ta đặt ra câu hỏi liên quan đến các pháp tu, sư sẽ lúng túng trong cách trả lời từ đó chúng ta lại nghi ngờ và dễ dàng kết luận sư ít học, không có gốc gác, thiếu hiểu biết thì vô tình tội nghiệp cho sư. Biết đâu một ngày nào đó, sư cảm thấy cái sự phiền hà này đến đỉnh điểm, không thể chấp nhận nổi, thì sư sẽ chọn cách lãng tránh. Trường hợp khác, sư ở hang đá Nha Trang, thì sư đi chừng một tiếng mấy đồng hồ là tới đường phố. Sư khất thực giáo duyên, xin cơm giao duyên lại trở về nơi tu tập. Cuối cùng, hang đá cũng bị người ta phát hiện rồi. Đêm hôm cũng có người lén đến quay phim đang ngồi. Đàn mai y cũng bị quay phim theo dõi. Một hai người có thể chấp nhận, nhưng hàng trăm ánh mắt theo dõi thì quá ồn ào. Sư Minh Tuệ có thể ẩn sâu trong rừng rậm, nơi mà không có một người nào đến được, nơi không có ai biết được không khất thực được thì sư sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra khi vô tình mình đã đẩy sư vào rừng sâu? Đến lúc quá ngọ, không thể giao duyên, có thể sư sẽ bị chết đói trong rừng vì không có gì ăn cả. May mắn, nếu có nước uống, tiếp sức, có thể tiếp tục tu hành. Có rất nhiều nhà sư đã làm vậy, đã nhập định ẩn tu, nhưng mình không biết và chúng ta sẽ mất đi một bậc cao sĩ trong cuộc đời đáng ngưỡng mộ, một bậc được gọi là hành đầu đà, một trong những pháp tu của Phật giáo. Hãy cứ để sức sống bình thường như bao ngày xưa, đi qua làng nào, tỉnh nào sẽ hưởng cái phước, cái đạo hạnh của nhà Phật. Và chúng ta biết được thì hãy đứng hai bên đường là đẹp để một người cúng chai nước là đủ. Chiếc nồi cơm điện đó đựng hai chai nước đủ nặng, hành trang mang theo cũng đủ mệt mỏi cho sư rồi. Như vậy, rất bình an, thanh thản, yêu đời. Chúng ta có thể cùng sư Minh Tuệ đi khắp dòng đất nước, khắp các tỉnh giao duyên, và đó chính là cách chúng ta dành sự yêu mến cho sư Minh Tuệ. Đây được xem là một trong những clip ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ của thầy Thích Minh Đạo. Những tưởng sẽ được ngợi ca từng câu nói ánh mắt đều thể hiện sư minh đạo là người hiểu biết nhất là hiểu đạo hiểu đời chúng ta tự đặt câu hỏi có phải chăng sư minh đạo đã đoán trước được tương lai của sư minh tuệ sẽ ẩn sâu trong rừng để sống thậm chí sẽ phải đối mặt với cái chết khi không tìm được nhà dân để giao duyên xin quý vị cứ để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video chúng tôi quý vị nhé Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu thấy hữu ích, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ cho người thân cùng lan tỏa những phước lành đến với mọi người, mọi nhà. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến. Một khi nhắc đến ngôi chùa Ba Vàng ở Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, chắc hẳn chúng ta ai cũng biết đó là một ngôi chùa nguy nga, tráng lệ, xếp vào hạng bậc nhất trong số các ngôi chùa ở Việt Nam. To lớn là thế, uy nghi là thế. Tuy nhiên, ngôi chùa này không chỉ nổi tiếng với bề nổi ở bên ngoài, mà còn biết đến với những hoạt động bên trong gây nhiều tranh cãi trong thời gian vừa qua. Mới đầy nhất chùa Ba Vàng một lần nữa lại là địa điểm, được cư dân mạng nhắc đến tên với một hoạt động không mấy lạ lẫm gắn với ngôi chùa này. Lần này, nguồn cơn xuất phát từ một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái bị dông nhập khi tham gia khóa tu mùa hè. Nếu nói về hoạt động triệu dông, gọi dông, thỉnh dông, hoàng gia trái chủ, thì đây không phải là lần đầu tiên ngôi chùa này bị réo tên. Tuy nhiên, cộng đồng phẫn nộ gay gắt vì việc này xảy ra trong khóa tu mùa hè khóa tu mà hàng ngàn Phật tử nhỏ tuổi được các bậc phụ huynh gửi gắm tới chùa tu học trong dịp nghỉ hè. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Xin mời quý Phật tử và quý khán thính giả cùng theo dõi hết video hôm nay của chúng tôi. Nhưng kính thưa quý vị, những ngày gần đây một số trang mạng xã hội đăng tải một đoạn video được cho là trong khóa tu mùa hè năm 2024 này tại chùa ba vàng xuất hiện cảnh quay những cô gái có biểu hiện lạ như là co giật choáng váng không kiểm soát được cơ thể được mô tả là dông nhọc khi trụ trì chùa ba vàng là thích trúc thái minh đang giảng về đạo phật sau đó là những lời nhà chùa giải thích về sự việc rằng do nghiệp từ kiếp trước video trên được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận trái chiều đa phần là bình luận không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa. Chủ đề của khóa tu mùa hè năm nay là về nguồn, tri ân và báo ân, thắp sáng niềm tin, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Thời gian của mỗi khóa tu kéo dài không quá 7 ngày, được tổ chức trong thời gian nghỉ hè của học sinh sinh viên theo quy định của nhà trường tại mỗi địa phương. Nhưng sau khi đoạn clip được lan truyền Trụ trì chùa đã lên tiếng đến chính. Mới đây, sau những ồn ào này, nhà chùa bất ngờ có thông báo tạm quản tổ chức các khóa tu mùa hè do phụ huynh và khóa sinh đăng ký. Cụ thể vào trưa ngày 21 tháng 6, chùa Ba Vàng bất ngờ phát đi thông báo tạm dừng khóa tu mùa hè. Cụ thể, thông báo của chùa Ba Vàng nêu lên như thế này: Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đạo đức Phật giáo và rèn luyện kỹ năng sống cho hơn 6.000 khóa sinh với tất cả sự thương yêu chăm sóc về tinh thần và vật chất tốt nhất mà nhà chùa dành cho các em. Do bằng một số Phật sự quan trọng trong mùa an cư kiết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm quản tổ chức các khóa tu mùa hè mà quý phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian chưa có thông báo chính thức, quý phụ huynh và khóa sinh có thể tham gia các khóa tu thường kỳ của chùa Ba Vàng và các khóa tu mùa hè của các chùa, cơ sở tường diện khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mới đây, Quỹ ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với chùa Ba Vàng liên quan đến đoạn clip trên mạng xã hội về bài giảng trong một khóa tu mùa hè có nội dung dông nhập gây nhiều ý kiến khác nhau. Trước đó, một số trang mạng xã hội đăng tải clip được cho là trong khóa tu mùa hè tại Chùa Ba Giàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trong clip, xuất hiện hình ảnh cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng chán, không kiểm soát được cơ thể do dông nhập khi trụ trì Chùa Ba Giàng Thích Trúc Thái Minh đang giảng về Đạo Phật. Không chỉ vậy, bà Phạm Thị Yến đã đứng lên thuyết giảng một câu chuyện nghiệp chứng được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này. Lời kể của bà Yến cho biết quan gia trái chủ của cô gái là một dông linh, một cô gái rất đẹp trong làng. Người này giải thích do kiếp trước cô gái khởi ý rủ dông linh khiến nó làm việc ác cho nên kiếp này dông linh oán và thành quan gia trái chủ của cô gái. Từ trường hợp của cô gái nói trên, bà Yến nói với các học sinh đang theo học khóa tu là ai có ý định rủ người khác làm việc ác thì người đó có tội rất nặng và người làm theo tội cũng nặng. Như thế cô gái sẽ tiêu được nghiệp trong đời này như những chật vật trong đường tình duyên và đường hạnh phúc gia đình nếu không có thể bị hãm hiếp hoặc bị lấy rất nhiều chồng mà toàn những người phụ bạc không tốt với mình mà Yến nói như vậy. Trong clip, xem những câu chuyện thuyết giảng trên của bà Yến là lời đồng tình của trụ trì chùa Ba Vàng, thầy Thích Trúc Thái Minh. Cuối video clip, trụ trì Thích Trúc Thái Minh yêu cầu bà Phạm Thị Yến dẫn cô gái ra sám hối với thầy. Dưới phần bình luận video về màn thuyết giảng tại khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng, hàng ngàn bình luận của các vị phụ huynh bày tỏ lo lắng trước việc nhiều em nhỏ lắng nghe và tin tưởng vào câu chuyện về nghiệp duyên kiếp trước này. Video trên được nhiều người chia sẻ trên các trang mạng xã hội và nhận về nhiều bình luận trái chiều. Hầu hết những bình luận đều không đồng tình về cách giải thích của nhà chùa. Sau khi nắm được thông tin này, ngày 18 tháng 6, các phòng chức năng của thành phố Uông Bí có buổi làm việc với trụ trì của chùa Ba Giàng Thích Trúc Thái Minh. Tại buổi làm việc, trụ trì chùa Ba Vàng cho biết, đoạn clip trên không phải là clip của khóa tu mùa hè khóa 1 năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội. Chiều ngày 19 tháng 6, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó trưởng ban trị sự, chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho hay, nội dung video khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng là hình ảnh cũ không phải của khóa tu hiện nay. Đó là video cũ được quay từ những năm 2018-2019, không phải là của khóa tu mùa hè năm 2024 hiện nay. Cũng theo Thượng tọa Thích Đạo Hiển, liên quan những nội dung chia sẻ trong video trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có hình thức xử lý chấn chỉnh. Cũng trong ngày 19 tháng 6, trả lời báo chí trong nước, ông Nguyễn Khánh Toàn, trưởng phòng nội vụ thành phố uông bí nói rằng qua xác minh thì đây là video cũ được quay từ những năm 2018-2019 nhà chùa đã giúp khóa sinh trở lại tình trạng bình thường bằng việc ứng dụng giáo lý nhân quả phật giáo từ năm 2019 clip nói trên đã được gỡ khỏi các trang truyền thông của nhà chùa đoạn clip đã dấp phải những chỉ trích kịch liệt những ý kiến trái chiều từ dư luận. Giảng viên Nguyễn Thanh Huy từ trường Đại học Khánh Hòa, người chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ và Phật học, hôm 20 tháng 6, nói về suy nghĩ của ông liên quan đến clip dông nhập vừa qua tại Chùa Ba Giang. Qua những gì đã thấy, tôn giáo thay vì làm chủ dựa cho tâm hồn khiến cho đời sống nội tâm thêm phong phú, thì người ta đã biến nó thành một công cụ đáng sợ có thể cướp đi linh hồn người khác hoặc có thể biến con người thành những con nghiện như các mát đã nói mà một khi con người đã bị nghiện tức sẽ mất hết kiểm soát điều đó còn tồi tệ hơn rất nhiều lần so với cái khổ bởi tâm tham si sinh khởi ông cũng đặt câu hỏi là như vậy nếu một thế hệ mầm non một thế hệ kế thừa khi họ chưa đủ nhận thức mà đã sớm bị dẫn dắt điều khiển thì dân tộc ta tương lai sẽ đi về đâu? Bình luận về video này, nhà báo Nguyễn Đức bình luận trên Facebook ngày 18 tháng 6 vừa sau. Người trong video này được cho là nhà sư trụ trì. Ông ta đã gieo vào đầu những đứa trẻ tham gia khóa tu bằng những lời lẽ u mê bậy bạ như thế này. Cha mẹ gửi con vào chùa này để nghe những thứ ô quý, ngu xuẩn, thoá mạ sao? cơ quan chức năng cần kiểm tra xử lý ngay những ai khoác áo nhà sư để truyền bá mê tín sầm bậy như thế này. Trước đó cũng theo trụ trì Thích Trúc Thái Minh, khóa tu mùa hè đã được tham vấn bởi chuyên gia để đảm bảo một mùa hè bổ ích và nhiều ý nghĩa. Câu chuyện của chủ ba vàng đặt thêm vấn đề nữa, đó là liệu những chương trình khóa tu mùa hè của các ngôi chùa hiện nay ở Việt Nam có đang được giám sát chặt chẽ hay không cả về nội dung và tài chính khóa tu mùa hè trong những năm qua trở nên rất phổ biến tại việt nam dành cho các thanh thiếu niên rất dễ dàng tìm thấy những chương trình tu mùa hè hiện nay tại nhiều ngôi chùa trên khắp việt nam với số lượng khóa sinh người tham gia từ vài trăm cho đến hàng ngàn trở lại với chùa ba vàng trong các vụ việc bê bối ở ngôi chùa to lớn này gần đây nhất có thể kể đến vụ trưng bày một vật thể được công bố là xá lợi tốt của Đức Phật vào tháng 12 năm 2023. Thỉnh dông giải quan hồi năm 2019. Trước đó vào cuối tháng 12 năm 2023, hàng vạn người dân Phật tử kéo nhau về chùa Ba Vàng chiêm bái đảnh lễ xá lợi tốc của Đức Phật, một bảo vật vô giá. Đó là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước, khiến cho dư luận dậy sống. Chùa Ba Vàng còn đưa ra thông tin, xá lợi tóc là vô cùng linh thiêng, cao quý, cho nên những ai dù chỉ một lần cung kính đảnh lễ chiêm bái, cúng dường cũng được vô lượng phúc báo cho hiện đời và nhiều đời về sau bởi năng lực của Đức Phật vẫn còn đang hiện diện trên thế gian này thông qua xá lợi tốc chuyển động cho nên khi chúng ta bạch Phật thì Ngài vẫn gia hộ. Đáng chú ý, Chùa Ba Giàng còn đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh xá lợi tốc Đức Phật nói trên có thể chuyển động kèm thông tin rằng trải qua 2.600 năm sợi tốc vẫn còn nguyên dạng. Hàng dạng nhân dân Phật tử đã tận mắt chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau, dù xung quanh không có gì để căng kéo hay là điều khiển, khác hoàn toàn với sợi tóc của người bình thường. Dù người hoài nghi về nguồn gốc của xá lợi tóc Đức Phật này, nhất là tuổi đời đã có hơn 2.500 năm, theo thông tin từ cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 2 tháng 1. Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023, chùa Ba Vàng tổ chức rước trưng bày cái gọi là xá lợi Tóc Đức Phật cho nhân dân chiêm bái vào một số hoạt động là chưa đúng quy định của pháp luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định số 162 ngày 30 tháng 12 năm 2017 của chính phủ. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo. Việc tổ chức cho Phật tử chiêm bái cái gọi là xá lợi tốc đức Phật chính là hoạt động triển lãm. Vì vậy đã vi phạm quy định tại nghị định số 23 năm 2019 của chính phủ về hoạt động triển lãm. Sau khi vụ việc xá lợi tốc đức Phật được đăng tải thì trên mạng Facebook có một tài khoản khẳng định đây là cỏ phili, một loại cỏ khô được tìm thấy ở nhiều nơi thậm chí ngay tại tỉnh An Giang cũng có loại cỏ này. Và khi gặp khí hậu, độ ẩm nhất định cũng sẽ tự chuyển động. Trước thông tin nói trên, Thượng tòa Thích Đạo Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, chúng tôi chưa nắm được thông tin về việc Chùa Ba Giang trưng bày xá lợi tốc Đức Phật có từ 2.600 năm trước. Giáo hội cũng chưa nhận được thông tin liên quan trong khi đó một lãnh đạo sở văn hóa thông tin tỉnh quảng ninh cho rằng chùa ba vàng trưng bày xá lợi nói trên là việc nội tự không cần phải xin phép đơn vị cũng cử cơ quan chuyên môn để làm rõ thông tin sự việc trên tỉnh quảng ninh yêu cầu chùa ba vàng không biên soạn sản xuất các video hình ảnh tài liệu và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin giới thiệu về phật thể được cho là xá lợi tốc đức phật và đưa lên các trang thông tin của nhà chùa và của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng như các trang mạng xã hội có liên quan đến sự việc trên gây dư luận phức tạp, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bình thường trên địa bàn. Tập thể Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định kỷ luật cảnh cáo Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Theo Hội đồng Trị sự nhận định, các hoạt động trưng bày xá lợi tốc Đức Phật của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo, tính tâm của Phật tử về giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngoài việc nhận kỷ luật cảnh cáo, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước thường trực hội đồng trị sự. Các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả ban trị sự giáo hội Phật giáo địa phương trên toàn quốc. Thông báo nêu rõ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự, làm mất niềm tin của xã hội đối với Phật giáo, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất tước quyền trụ trì chùa Ba Vàng. Hay trong một clip trụ trì của chùa Ba Vàng, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh khi đang phát chè cho mọi người bỗng xua tay không phát cho một trẻ em. Hành động này làm bùng lên nhiều tranh cãi. Hàng loạt bình luận chỉ trích ông Thích Trúc Thái Minh chỉ phát lộc cho những người cúng dường cho chùa mà không ngó ngang gì đến những phật tử nhỏ tuổi khác theo đó trụ trì chùa ba vàng xác nhận đoạn clip được quay tại chùa nhân dịp đại lễ phật đản có hàng chục người đã tham gia lễ hội tết ẩm thực hôm đó tuy clip là thật nhưng chưa phải là toàn bộ của câu chuyện thầy thích thúc thái minh khẳng định mình không phân biệt các phật tử đối xử mọi người bình đẳng như nhau sở dĩ ông không chia chè cho em nhỏ trong clip là vì có khu vực riêng dành cho thiếu nhi đang phát quà cho đại biểu thì có mấy cháu nhỏ chạy vào thầy mới chỉ tai bảo các con ra chỗ kia chỗ kia là của các con đấy cùng lúc đó có mấy cô phật tử kéo các cháu ra chỗ dành riêng cho các cháu để nhờ chùa phát quà cho các cháu không bị chen lấn với người lớn thầy phát cho một cháu rồi các cháu khác lại kéo nhau vào thì lộn xộn hết cả. Vị trù trì đã giải thích như vậy. Đại Đức Thích Trúc Thay Minh nói thêm, clip thì đúng nhưng mà bị cách đoạn, rồi họ đăng lên nói thầy là đuổi trẻ con đi, không phát quà cho trẻ con. Có đời nào mà lại như thế? Với tư cách thầy Thích Trúc Thái Minh năm nào cũng tổ chức các khóa tu mùa hè mấy chục ngàn cháu nhỏ một mùa hè thầy chi mấy chục tỷ nhưng có thu của các cháu đồng nào đâu tất cả nhà chùa đài thọ hết từ áo quần đến ăn uống đó thầy có tiếc các cháu đâu mà lại đi tiếc cháu hộp chè thầy ưu tiên nhất là trẻ con mà làm cũng là cho cháu cháu là chính thôi vậy mà giờ bảo thầy thái minh chỉ vì mấy vị lớn tuổi có tiền cúng dường thì mới cho cái đấy là xúc phạm sao họ lại ác ý, ác tâm thế? Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cho rằng hành động phẩy tay với trẻ nhỏ như vậy dù giải thích bằng bất kỳ lý do gì thì cũng hết sức là phản cảm và phần nào đó thể hiện sự vô tâm, vô tình nhất là của nhà tu hành vốn được coi là từ bi hỷ xã. Trụ trì thích Trúc Thái Minh cũng từng có những câu giảng gây tranh cãi trong dư luận như sau. Phật dạy chúng ta biết bố thí và cúng dường. Mình cúng để giải bệnh, giải nghiệp của mình, mà mình lại còn kêu sao? Phật dạy các Phật tử mất tiền đấy, phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ, chịu khó bố thí đi. Dòng linh đi theo báo quán, báo thù rất nhiều, tác động vào chúng ta. Chùa ta có pháp thỉnh quan gia trái chủ để giải những quán kết này việc thỉnh giải quan gia trái chủ chỉ có đức của phật từ bi mới làm được chùa chúng ta thỉnh được dông giải được quán kiếp là do năng lực của đại chúng quý vị thấy như thế nào về những vụ việc trên xảy ra ở chùa Ba Vàng xin hãy cho chúng tôi được biết bằng cách nêu ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của video nhé và liệu rằng trong thời gian tới đây chùa Ba Vàng hay đại đức thích trúc thái minh sẽ có những thay đổi sau những lùng sùng trong thời gian qua hay không? Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.